sử dụng cái sản phẩm tiêu trĩ đây này, cùng với cái sự phát triển của y học hiện đại và với những cái thảo dược thiên nhiên như vậy, thì các chuyên gia đã bào chế dạng thành công cái dạng viên sủi đấy, và nó kết hợp cái công dụng tiết xuất protein hoa hòe cùng hoạt chất ngư tinh thảo như nãy em trình bày đấy. Phía trong thì nó sẽ có 3 tip như thế này, mọi người thấy chưa, có 3 tip như thế này đấy. Thì các cái sản phẩm này á, thì nó kết hợp với nhau và bào chế ở dưới dạng viên sủi, nên là nó sẽ rất là dễ hấp thu vào cơ thể của chúng ta và hoàn toàn không có tác dụng phụ mọi người nhé. Đấy thì nó sẽ giúp nhuận tràng này, tăng cường sức bền thành mạch, hỗ trợ giảm cái tình trạng giãn mạch xuất huyết, giảm nguy cơ bị trĩ đấy. Các cái trường hợp chúng ta có thể sử dụng khi mà chúng ta cảm thấy là đại tiện ra máu, đau rát vùng hậu môn, có cảm giác ẩm ướt xung quanh khu vực hậu môn, sưng đỏ quanh lỗ hậu môn, xa búi trĩ, người bị táo bón, người có nguy cơ bị trĩ dùng rất là tốt các anh chị nhé. Thì bây giờ thì em sẽ hướng dẫn cho mọi người cái cách thức phân biệt thật giả cái mẫu mới này. Như ngay từ đầu video em có nói ấy, thì cái mẫu mới nhất của cái thằng Satuchin này nó không khác cái gì mẫu cũ cả, nó chỉ khác cái tem thôi. Và khi mà mua hàng thì các anh chị các bạn nên lấy cái tem mẫu mới nhất để nó đảm bảo nhé, bởi vì cái tem mẫu cũ là đã bị làm giả rồi, nên là chúng ta lưu ý. Thì khi mà lấy hàng về thì chúng ta hãy lắc qua lắc lại như thế này, mọi người thấy nó phản quang không? Nó phản quang cái chữ Big Pha lên không? Đấy, phản quang lên rất là rõ đúng không? 7 màu lên đúng không? Thì đó chính là hàng chính hãng của công ty. Còn trường hợp các anh chị và các bạn lấy cái tem cũ thì sẽ rất là khó để đảm bảo mọi người nhé. Ngoài ra thì ở đây nó có mã vạch này, thì chúng ta hãy đào phần mềm iCheck về để chúng ta quét. Đây là phần mềm iCheck này. Đây. Đấy, thì sẽ quét ra là sản phẩm đã được kiểm chứng và xác thực thông tin từ nhà sản xuất và đơn vị sở hữu với iCheck. Đấy, như vậy là nó đã đảm bảo cho chúng ta là mua đúng hàng chính hãng rồi. Thì khi mua về thì chúng ta nên kết hợp cả hai yếu tố đấy thì nó sẽ tốt hơn cho chúng ta khi mà kiểm tra các anh chị nhé. Nếu mà các anh chị và các bạn còn bất kỳ thắc mắc nào cần hỗ trợ, cần mua hàng chính hãng hoặc cần tư vấn thêm về cái sản phẩm này thì mọi người đừng ngần ngại gọi điện trực tiếp hoặc là kết bạn Zalo với em theo số 0899929233 để em tư vấn kỹ hơn cho các anh chị và các bạn nhé. Rồi xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại tất cả các anh chị và các bạn trong những video tiếp theo của kênh Sống khỏe cùng bạn nhé. Xin chào mọi người ạ.